Cơ cấu chi phối pháp chế là gì? Cái ngành nghề đúng không? Không phải là ngành nghề pháp chế đâu các bạn ạ. Nó là ngành nghề của doanh nghiệp. Khách hàng của mình họ đang làm việc trong lĩnh vực gì? Ví dụ như là bất động sản. Thì pháp chế trong bất động sản sẽ khác hơn một chút khác so với pháp chế của ngân hàng. Hoặc là pháp chế của các cái công ty sản xuất, nhất là các công ty về y tế. Lấy ví dụ cho các bạn là Hằng đã làm việc ở một tập đoàn viễn thông. Và ngoài những các cái kiến thức thông thường như là rà soát hợp đồng này, hoặc là các cái luật thương mại thông thường, thì Hằng phải tìm hiểu cả các cái quy định của viễn thông. Mà quy định viễn thông thì không chỉ đơn thuần là luật viễn thông hoặc là các cái vấn đề về mặt đề nguồn quyền đổi của quy định đâu. Đôi khi nó còn cả những cái phần tiêu chuẩn, những cái phần kiến thức về kỹ thuật của viễn thông mà mình vẫn phải hiểu. Thì đấy chính là một cái mà nếu mà để hiểu sâu mà để tư vấn được cho doanh nghiệp thì là phải làm như thế.